ngày hôm nay trên kênh của Ad Mobile ngày hôm nay nha mọi người, thì các bạn có thể nhìn lại xem. Ôi cái gì đây, đậu xanh. Hết bản đồ rồi. Cái này là hết bản đồ rồi, đậu xanh. Cái này hết bản đồ rồi nha mọi người. Trời ơi nhảy kìa. Trời ơi đậu xanh. Đâu ra? Xem chút nữa là mình lọt xuống dưới rồi. Trời ơi mình phải giết được một người. Mình phải giết được một người. Giết được một người. Giết đậu xanh chạy rồi. Còn ai không? Còn ai trên đầu không? Còn ai trên đầu không? Còn ai không? Đậu xanh. Mình phải giết được một người. Phải giết được một người để lấy đậu xanh. Phải giết được. Phải giết được. Hello, hello surprise. Mình phải giết được. Nhất định mình phải giết được một người. Có ai không? Có ai đứng im không? Đừng có giết tôi, đậu xanh. Mình phải giết được một người. Mình phải giết được một người. Đậu xanh. Chạy 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 chạy. Phải giết được. Ôi đậu xanh. Mình phải giết được một người. Phải giết được một người. Chắc chắn mình phải giết được một người. Đậu xanh. Có ai? Ôi cờ la cờ la cờ la. Ôi thôi 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 thôi. Phải giết được một người đậu xanh. Còn ai không? Còn ai trên... Hello, surprise. Trời đậu phộng, mình không giết được rồi. Đúng rồi, mình phải giết được một người. Mình phải giết được thằng đó. Phải giết được nó. Phải giết được một người. Đậu xanh. Cây. Rồi, như vậy là bạn này đã được vào danh sách của mình nha mọi người. Với số ID là 3303. Với số ID là 3303 82801. Ok. Ok, mình sẽ thắt trận nha. Cười nè, cười nè. Cười nè. Cười. Kinh chưa? Vâng, và đây là MVP VIP bóng ma đang đấm rất là nhiệt tình. Ui có lựu đạn nữa kìa. Rồi xong, ăn một quả lựu đạn luôn. Cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của Tem Đà Lạt. Đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm nào. Hello, các bạn bấm vào dấu cộng để theo dõi mình nha. Đừng quên bấm đăng ký giúp mình nha. Hello, subscribe. Ok, như vậy là Tem Đà Lạt đang phải quấn máu rồi. Đúc đầu vô để quấn máu. Liệu rằng có đấm được hay không? Ờ, bên kia có súng rồi. Có súng rồi, có súng rồi. Rồi, đậu xanh. Bên kia có súng rồi. Kinh chưa? Rồi, trời, đậu, trời, đậu phộng. Ờ, rồi, xong, 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 xong. Hy sinh, hy sinh. Cực kỳ nguy hiểm. Đến từ vị trí có súng. Trời ơi. Nô một cảnh giết rất là nhiều. Chạy sao thoát được. Trời đất ơi. Ông giết kìa, trời, đậu phộng. Tới đấm mỏng đi, đậu xanh.
Ông giết em bây giờ. Một đấm nữa thôi. Rồi xong, cũng không được. Tới đấm ông đi, ông có súng kìa. Đấm. Trời ơi, ông giết kìa. Ồ, ông giết 11 mạng luôn. Quái sao chạy. Cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của ổng. Hay hay hay, like đi chứ ngại ngùng gì nữa. Ok, mình sẽ như vậy là top 1 dành cho nô cảnh với khẩu súng trên tay. Hôm nay sao ta, stream bị đứng hoài ta. Ok, mình sẽ làm trận mới nha mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.